gia đình này. Hậu quả như ngày hôm nay là do quả báo. Cái người chết á, khi người nhà người ta đụng tới cái tự nhiên học máu ra thì là chết quan đó. Người chết còn nhiều điều khuất tất với người nhà, nên nó mới đã biến thành oán linh. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì gia đình sẽ gặp chuyện tan vong. Con không ăn được thịt chó à? Sát sanh tân tử quá thì cản phước mau lắm. Những cái chuyện kỳ lạ xảy ra mấy hôm nay á, anh có thấy là liên quan đến lò mổ chó không anh? Cô xin thưa với cả nhà, cho phép con với Xuân được làm đám cưới. Không có cưới xin gì hết. Cái tang còn đang trên mực đấy nhá. Cưới xin cái gì? Anh mày còn sống ngày nào thì việc to việc nhỏ không đến lượt mày quyết. Yên tâm, tôi sẽ có cách cho nó biến khỏi cái nhà này. Bố mày đang về, lôi từng người một đi theo ông ấy. Chúng nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ, chúng về nhà chúng đòi quật cổ anh cuối lần. Chúng sống gì mà coi được hả? Chết cha thì con chú, bắt đầu từ bây giờ mọi việc lớn nhỏ trong cái gia đình này là do tao quyết định.